chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm cố trưởng ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Cùng đi có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Chào bác, chào giáo sư, mừng lắm. Thành kính tưởng nhớ cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn đối với những công lao, đóng góp to lớn của cụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cụ Bùi Bằng Đoàn được Quốc hội bầu giữ chức trưởng ban thường trực Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1. Cụ luôn đề cao tư tưởng đại đoàn kết để động viên các lực lượng tham gia kháng chiến, qua đó khẳng định vai trò của Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí của toàn dân, cho tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Trò chuyện với thân nhân gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo nhanh những kết quả của đất nước đã đạt được trong năm 2023. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động đồng hành của Quốc hội, thời gian qua đã đưa ra các quyết sách nhanh, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bày tỏ ấn tượng với những thành tựu của đất nước, thân nhân cụ Bùi Bằng Đoàn đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó có vai trò to lớn của Quốc hội. Tin tưởng với những luật quan trọng vừa được Quốc hội thông qua sẽ góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Thăm gia đình và tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa 8, đồng chí đã có những đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng bản Hiến pháp năm 1992. Bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đánh dấu những bước phát triển quan trọng trong việc đổi mới tư duy pháp lý, đặt nền tảng pháp luật cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Quốc hội khóa 8 đã thông qua những đạo luật quan trọng để thể chế hóa chính sách kinh tế mới lần đầu tiên được ban hành ở nước ta. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026, trong đó có biên soạn cuốn sách lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam và có phần rất quan trọng về cố trưởng ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Đại diện gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết gia đình và tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.